được, cây bên kia lại sang cây bên này. Đấy, cây sâm trái kìa bao nhiêu? Sâm trái kìa. Trái cao cao kìa, cao cao này. Cây ở dưới. Cái ta. Nhiều kia hơn cái to. To mua rẻ hơn thì bán rẻ hơn. Ừ. To bán đắt hơn chứ. À, mua rẻ thì bán rẻ. Cái ổi này bao nhiêu? Ổi của bà chị. Nhiều quả nhỉ. Đây, cây này đẹp này mãi chưa bán được nhỉ? Có cái giả 3,5 triệu chưa bán. Quả vàng, phân quả vàng này là mua à? Mua kèm đi kèm theo cây. Mấy cái nhỏ nhỏ này phân ở đây. Cái này quả này, như quả nho ấy. Như chùm nho. Đây quả. Đấy, cây này cũng trái rồi. Cả hai đều trái. Trái trái. Đây, còn cây này thì hôm trước quay rồi. Cây trái thì cũng để xoay xoay đi cho người ta dễ nhìn nhỉ. Có mấy quả à? Ở đây cho em nhìn ha. Ổi này nhiều tiền chị ơi. Chưa rồi. Ổi này nhiều tiền lắm. 2 triệu anh ạ. 2 triệu. Người đẹp bán ổi, đang ăn ổi. Đấy. Ra mặt này cái thế này. Ổi tao. Đây này mà ổi về làm để vào cái hồ cũng đẹp đấy nhỉ. Rồi ok, xin cảm ơn mấy chị em bán cây nhá. Ông cứ hút đi. Cây này là bao nhiêu đâu? 16 triệu. Ông đọc số đi nhỉ? Ông lại đọc số thì khó. 0906. 0906. 225. 225. 376. 376. Cây đẹp. Đẹp. Đẹp nhất chợ mất rồi. Đây bật 3 cây rồi. Nhanh thế. Bắn 3 cây gì được? 2 cây, 1 cây xi, 1 cây xanh, 1 cây hồng hộp mai. Được cái gì? Cây này nhiều cây. Đấy, nhưng mà phải rất chơi cơ. Dân chơi cơ. Sam hương đẹp. Để thay cái chậu đi. Thay cái chậu này thay rồi nhưng mà đang để nguyên bản. À.
nguyên bản thì không cầm thay cả, người ta lại bảo là à vâng vậy. Vậy ông nào mua về thì thay, nếu mà muốn chơi thì nên thay, chỗ này thì nó cũng được rồi, đây chỉ muốn chơi thôi. Đang cần dân chơi. Đấy. Đồ gọn nhẹ này gửi đi xa vô tư. Đúng rồi. Đó, tầm mấy cân đi bao nhiêu? Đó. Còn này hay đấy nhỉ? Gầm nó có gầm hay gầm gầm hay. Đẹp quanh sao hương đẹp à, tôi là cùng chung một gốc đẹp. Vẻ thế rất là dễ chịu, gọi là sạch sẽ đúng không? À, sẽ đi triển lãm, chơi triển lãm một tư quá đẹp, đẹp hơn cứ nhiều cây ở triển lãm. Đầm tay chơi này sướng bé quá mệt. Đấy. Người chơi đang chờ người chơi. Hết rồi, sẹo nó vào hết rồi. Tam hương này nhanh lắm, kiểu nó khỏe. Vào hết rồi, nó khỏe. Tam hương khỏe lắm. Nó khỏe ngang với cái vòng. Chết quá, lực chín. Nó khỏe ngang với vòng cách của mình. Đúng rồi, nó cái thằng này với thằng vòng cách như là nó na ná nhau, cùng họ. Đúng rồi. Nó là cùng họ. Nhưng mà thằng cha này lá nó bé đẹp hơn, mùi thơm thơm. Thơm hơn là dày hơn. Mùi thơm thơm. Khỏe lắm, dòng này khỏe. Cái này đáng ra tôi thay cái chậu nhưng mà tôi sợ nó vẫn nguyên bản này. Thôi được, cứ để nghiên. Thay lên nó lại nhìn thấy đất mới. Đất mới. Ủa, ra xem cây này hay đấy. Thôi 3-4 cây rồi. À, thế là những cây này thì đẹp. Ra cán bộ. Ra ngoài đây. Ừ, cục quyền hòm hòm cái gì. Cái lộc vườn cũng loại mua cái chậu tròn. Đây bác. Thả nước ấy, chặt nước ấy trong đất. Đấy, chợ nó bắn thôi nhưng mà có cái đẹp. Wow. Đây. À đây cây cụ mua hôm trước đây đúng không? Đúng rồi. Này thì lại thoải mái hoa chơi rồi. Bây giờ cây nào vâng. Mặt này thì phê. Cây đẹp, cao độ 30 phân. 30-35 phân. 35 phân. Rất gọn gàng, sạch sẽ. Cây này thì đi thay chậu, đi triển lãm. Đi triển lãm rồi. Vô tư rồi, mình tiếp rồi. Thôi 3-4 cây để đem ra phòng tội nhích. Vâng. Đây giá ngày chắc bán mấy cây ở chỗ này rồi không? Đây bán hết mà. Đấy còn cây này bao nhiêu? Cây này bao nhiêu? Cây này chỗ 2. À. Vàng ngọc người ta ra đầy hoa. À, đầy hoa. Giấy tím. Và giấy này. Có giấy nhiều trước này biết. Cái xanh năm tiền đấy. Đấy. Xanh năm tiền nghệ thuật. Có kim một vòng đấy. Vâng. Vào chơi. Ừ. Nào, nhiều cây đẹp quá. À, đây gì nó ui. Chắc tẩy đấy. Nhiều quá
Như nước gần như bằng nó giàu nhất Hà Nội rồi. Ba của cái ông nhà nào mấy cái nhà quán ông chủ còn chơi cây lại sướng. Ấy con vợ nó bán, mẹ vợ nó bán chợ Đồng Xuân vải. Vải, trường vải. Vải. Thế giàu giàu sướng lắm. Nhà xây cái nhà mấy tầng thì vứt để làm kho. Đây đây đây. Với chơi cây. À thế là ba nhà nào rồi? Bao nhiêu rồi? Ừ, bằng như trả lại nhau nào. À. Đấy, có cái sâm hương đẹp. Dân chơi mua alo. Đẹp. Cái này cứ bình tĩnh không ạ? Được gặp gặp khách là mất dặn à? Nhưng mà chưa được cả. Đấy, này ấy bán dân chơi thì bán một một. Lọc bán cho nô bán cho dân buôn thì không ăn thua, bán lại bán dân buôn chợ thì có đến chơi gặp người chơi nó cũng phải từ từ không từ từ. Đấy cây đẹp, ok cảm ơn ông nhá, đi ra đằng này tí. Cây cối này điều hưu quá nhỉ. Quay cái gổi tàu đi. Gổi tàu. Gổi tàu này là bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu? Tàu này chính xác 3.2 triệu. 3.2 triệu. Đấy. Cả chậu đẹp. Cây già. Vu biếu. Tôi tùng này cũng được nhỉ? Tùng này bao nhiêu một cây? Đôi này thì... Đấy, chị em là thích chú loại này nhẹ nhẹ. Đôi tùng này 1 triệu. 1 triệu một cây thì... Đôi. Một đôi, là 1 triệu một đôi. Được. Tùng được trồng những chậu lâu rồi. Đúng rồi, dễ chơi, cứ thế này mà chơi thôi. Không phải suy nghĩ nhiều. Nhỉ? Đọc số đi, bắt đọc số đi. 0936 806659 alo để gặp Hưng, bác Hưng. Cây đẹp. Quay gặp Hưng là gì? Mình quế, mình quế đấy bao tiền? Cứ từng cây một. Đấy. Đúng tùng, dáng tùng rồi. Chơi hay. Tôi biết là người cái tùng này trồng lâu lắm. Lâu. Cứ chơi tự nhiên này không cần phải làm. Về nhà xem mới hết chứ bây giờ lóa mình cũng nhìn rõ lắm. Đây, ngồi đây. Ngồi cao độ 1m2 nhỉ. Ngồi. Ở đấy mình thấy cổ nhiều hoa. Thơm lắm. Cây già. Cây rất già rồi. 100 năm tuổi. Đấy, rồi. Đẹp đấy. Đấy, này có đôi này là dễ nhai, ngon, bổ rẻ. Chơi là chơi cả đôi luôn cho nó rực rỡ. Đây quay lại kỹ cây ổi này tí. Ok rồi đấy, lên hình đẹp rồi đấy. À, ai thích alo bác nhá.